Hi, xin chào tất cả mọi người. Và ngày hôm nay quay trở lại với kênh YouTube Bee Channel thì Ngọc sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc đồng hồ. Đây là một chiếc đồng hồ không tên tuổi, không thương hiệu. Nói giỡn thôi. Thương hiệu của nó là Smart Bracelet. Và đối với chiếc đồng hồ này thì nó sẽ có công dụng là về healthy, tức nghĩa là về tất cả về sức khỏe của chúng ta, như là bước chân hay là đo nhịp tim này nọ các kiểu luôn. Và nó sẽ có một những cái công dụng như là một chiếc smartwatch bình thường. Và đối với lại cái dòng này thì Ngọc thấy rất là nhiều ở trên mạng luôn, tức nghĩa là khi mà các bạn lướt những cái trang thương mại điện tử thì các bạn thấy rất là nhiều. Tuy nhiên hôm nay nhờ phước của sếp của mình cho nên là ngày hôm nay Ngọc đã có trên tay được cái chiếc đồng hồ này, và giá của nó là 89k. 89k, không đùa đâu, vào video nha. Đầu tiên thì Ngọc sẽ đi đánh giá về phần thiết kế để các bạn có thể quan sát được. Nhìn sơ qua thì nó sẽ có ngôn ngữ thiết kế giống như cái Apple Watch của nhà Apple, tuy nhiên là chỉ là về kiểu dáng mà thôi. Còn về hình dáng hình chữ nhật nè, các bạn có thể nhìn thấy là nó sẽ có kích thước hơi khác với lại cái Apple Watch của mình một chút, cũng như là cái kiểu nhìn cứ như hàng phát đồ hàng á các bạn. Vì sao? Vì mức giá của nó rất là rẻ, thì mức giá 89.000 thì làm sao mà đòi so sánh với Apple Watch được, đúng không các bạn? Thì Ngọc quan sát là máy của chúng ta sẽ có độ dày khá là dày, dày lắm luôn. Rồi nhìn nghiêng qua bên cạnh thì các bạn có thể thấy là thiết kế của nó rất là thô. Các bạn có thể nhìn thấy là những cái vân nhựa nè, nhìn kiểu là nếu như mà quan sát kỹ á, người ta để ý kỹ á, thì các bạn sẽ thấy hơi bị quê một chút thôi các bạn. Rồi mặt hiển thị thì là mặt nhựa, nhưng mà nếu các bạn không gõ vào thì chúng ta cứ ảo tưởng là mặt kính cơ. Rồi nha, các bạn đừng để trầy cái phần mặt nhựa này, vì trầy nè thì các bạn sẽ rất là dễ nhận ra đây là mặt nhựa. Còn nếu mặt kính thì nó sẽ không có phần trầy này nha các bạn nha. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có một cái phần nút tròn ở đây. Đây là nút tròn quyền năng nhất của máy. Nó là quyền năng thôi, tại vì chỉ có một nút bấm này thôi các bạn. Rồi, các bạn có thể nhấn nút bấm này thì chúng ta sẽ là chuyển đổi giao diện ở các giao diện khác nhau, chuyển qua từng chức năng khác nhau. Và nếu như mà muốn chọn chức năng đó thì các bạn sẽ nhấn giữ khoảng tầm 3 giây. Rồi đó, nhấn 3 giây thì chúng ta sẽ nhấn chọn. Và thân máy thì nó sẽ được làm từ chất liệu nhựa hoàn toàn luôn. 89k chúng ta đâu thể nào đòi hỏi là một cái phần khung kim loại hay là này nọ kiểu thôi các bạn. Rồi, ở mặt lưng của máy thì các bạn có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái mặt kính. Và trong mặt kính này chúng ta sẽ có hai cái lõi đồng. Hai lõi đồng này nhiệm vụ của nó, Ngọc đoán chắc là nó để đo nhịp tim cũng như là các chỉ số khác. Thì trong này nó sẽ có, nếu như mà các bạn nó đang hoạt động giữa chừng mà các bạn tháo ra thì nó sẽ có một cái ánh sáng màu xanh, và hai cái lõi đồng này nó sẽ cháy ánh sáng màu xanh lên rất là nhiều. Chứ như vậy là Ngọc có thể dự đoán được cái phần chức năng của nó một phần. Rồi, ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái phần dây đeo nha các bạn nha. Và dây đeo này Ngọc cảm thấy là nó rất là rỡm luôn. Dây nhựa này các bạn. Hoặc nhìn thì các bạn cứ tưởng là dây cao su cơ, nhưng mà không phải. Đây là dây nhựa dẻo nha các bạn. Và nó cũng sẽ có những cái vân hình. Mà Ngọc cực kỳ không thích những cái vân này, đeo vô nó cứ sao sao quá các bạn. Nhưng mà 89k thì đành chịu thôi, các bạn đâu thể nào đòi hỏi hơn được đâu, đúng không? Rồi tiếp theo thì giờ Ngọc sẽ thông qua một vài thông số cơ bản của cái đồng hồ này. Máy sẽ có kích thước là 86.7 x 125 x 30. Tuy nhiên đây là cái phần thông tin được ghi trên hộp, và Ngọc không biết là nó dùng đơn vị gì. Tuy nhiên là Ngọc cũng đã xem tham khảo trên web thì Ngọc thấy là nó sẽ ghi là 258 x 34.7 x 11.3 mm, và được đơn vị tính chúng ta là mm nha các bạn. Tiếp theo là về phần trọng lượng của máy. Máy có trọng lượng 27g và nó rất là nhẹ luôn. Độ phân giải màn hình là 240 x 240. Nói chung như mà độ phân giải này cũng cho chúng ta cái độ mức độ đủ nhìn mà thôi, nhìn nó cũng không có được xịn sò gì đâu. Rồi các bạn có thể nhìn thấy nó giống như là mấy cái chiếc Mobistar này nọ các kiểu các bạn. Những cái màn hình này thì chúng ta đâu thể nào đòi hỏi hơn được đâu, đúng không? Nhưng mà nhìn sơ qua thì nó cái phần màn hình màu đen này nó tạo cho chúng ta cảm giác như là sang xịn hơn ấy. Rồi, về phần pin thì chúng ta sẽ có viên pin là 150 mAh. Rồi, về cổng sạc USB
Ở đây cổng sạc USB bây giờ Ngọc sẽ tháo cái đồng hồ ra để cho các bạn quan sát kỹ hơn. Thì chúng ta sẽ tháo cái phần dây trên này. Đây, đây là cái cổng sạc của nó. Và các bạn kết nối với lại cái phần cổng sạc USB của màn hình của cái máy tính. Và sau đó thì nó sạc bình thường. Và thời gian sạc của nó thì Ngọc đánh giá là rất là nhanh nha các bạn. Không biết là hàng nhái của cái Apple Watch kiểu gì, nhưng mà nó có đến 5 màu sắc luôn nha các bạn. Đỏ, tím, xanh, dương, xanh lá và đen. Tuy nhiên là để cho nó giống Apple Watch một chút thì chúng ta sẽ chọn phiên bản màu đen này. Nhìn nó cũng đỡ quê hơn các bạn. Rồi về phần kết nối của máy, bây giờ Ngọc sẽ hướng dẫn cho mọi người là máy hoàn toàn của chúng ta sẽ kết nối với lại cái app Fit Pro này nha các bạn nha. Không sử dụng Bluetooth, cũng không kết nối bằng Wi-Fi, mà chúng ta sẽ kết nối hoàn toàn trên cái app Fit Pro này. Để tải cái app này, các bạn vào trong phần camera của máy và các bạn lấy cuốn sổ hướng dẫn sử dụng ra, nó sẽ có một cái mã quét ở đây các bạn đưa vào. Rồi, nó sẽ mở tracingmox.com trong Safari, các bạn nhấn vào đó. Và chúng ta tùy theo cái điện thoại mà chúng ta sử dụng, như là iPhone thì các bạn sẽ tải trên iOS download, hoặc là các bạn xài điện thoại Android thì nhấn vào Android download, hoặc các bạn có thể là tải trên Google Play download, tùy theo cái điện thoại mà chúng ta sử dụng. Rồi sau khi đã tải về thì bây giờ các bạn sẽ bật app này lên. Cái này là Ngọc đã kết nối sẵn với lại cái đồng hồ rồi nha các bạn nha. Nếu như mà chúng ta chưa kết nối thì ở đây nó sẽ hiển thị là tìm cái đồng hồ hay là tìm cái thiết bị ấy. Các bạn nhấn vào, nhấn vào trong này, sau đó thì nó sẽ hiện lên một cái màn hình camera. Thì các bạn chỉ cần đưa cái mã scan, Ngọc sẽ chỉ các bạn lấy cái mã scan trên cái đồng hồ này để các bạn kết nối. Rồi các bạn vào giao diện More này ha, nhấn giữ nó nè. Đó, nó sẽ hiện lên một cái mã scan ở đây. Các bạn đưa vào, đó, đưa vào thì nó sẽ hiển thị là kết nối với lại cái thiết bị này. Sau đó các bạn kết nối thôi. Và nó sẽ tự cập nhật thời gian này nọ các kiểu trên cái đồng hồ luôn nha các bạn nha. Rồi bây giờ thì Ngọc sẽ giới thiệu những cái tính năng có trên cái đồng hồ Fact này. Tuy nhiên là Ngọc sẽ giới thiệu qua các giao diện trước. Thì đầu tiên là giao diện thứ nhất, nó sẽ hiển thị ngày giờ, ngày tháng năm nè. Rồi hiển thị số bước chân. Giao diện thứ hai chúng ta vẫn sẽ hiển thị số bước chân, nhưng mà nó sẽ cụ thể hơn là sẽ tiêu hao bao nhiêu calo trong cái số bước chân này, cũng như là số km mà chúng ta đã di chuyển được. Tuy nhiên là nó hơi ngốc một chút, đó là Ngọc chỉ di chuyển bên trong tòa nhà mà thôi, thì nó vẫn ước tính cho Ngọc số km mà Ngọc đã di chuyển được. Còn thực chất thì không có di chuyển một cái khoảng cách nào hết các bạn ha. Rồi đến cái giao diện thứ ba thì các bạn có thể quan sát được, đây là giao diện đo nhịp tim các bạn ha. Thấy hình trái tim nè, rất là dễ thương của Tay luôn đúng không? Rồi, đối với giao diện này thì bây giờ mình nhấn vào chức năng này thì mình sẽ nhấn giữ nè. Đó, mình nhấn giữ khoảng 3 giây và nó sẽ tiến hành đo nhịp tim trong vòng 1 phút rồi các bạn ha. Và các bạn hãy quan sát là chỉ số BPM nè. Đây là chỉ số nhịp tim trong vòng 1 phút của mình. Và cái hình giọt nước thì nó sẽ là cái chỉ số phần trăm nước trong cơ thể của mình, cũng như là cái phần nhiệt độ, thanh nhiệt độ này thì là nhiệt độ trong cơ thể của mình luôn. Nhưng mà nó không dùng cái độ C, mà Ngọc nghĩ là dùng độ F hay là độ gì đó. Nói chung là mình cứ căn cứ theo cái chỉ số nhiệt độ mà máy đã có sẵn ở trên màn hình cho mình luôn. Rồi chỉ số nhịp tim của Ngọc là khoảng 73, các bạn có thể quan sát được. Và chỉ số nhịp tim bình thường của mình là từ 60 cho đến 100, khoảng 90. Thì đó là nhịp tim bình thường các bạn nha. Còn nếu mà vượt quá ngưỡng thì các bạn nên đi khám, hoặc là các bạn cần phải đến bác sĩ, người ta có thể tư vấn cho các bạn về cái tình trạng sức khỏe của mình. Rồi chỉ số phần trăm nước trong cơ thể của Ngọc là 99, rất là bình thường các bạn ha. Rồi 73 trên 118 là nhiệt độ. Rồi nhiệt độ của Ngọc nó hơi bị thấp một chút, tuy nhiên không sao cả. Rồi chúng ta đến giao diện thứ tư là giao diện Sport. Giao diện này thì nó sẽ hỗ trợ nhiều cho những bạn mà chúng ta vận động cũng như là tập thể thao nhiều. Đối với chức năng này các bạn cũng nhấn giữ luôn nha các bạn nha. Và chúng ta sẽ có 3 bài tập. Một là bài chạy nè, hai là bài nhảy nè, ba là search up, tức nghĩa là gập bụng các bạn ha. Bây giờ Ngọc cũng sẽ nhấn thử cho các bạn xem là nó sẽ hoạt động như thế nào. Thì đối với cái này thì nó sẽ đếm số giây nè, đếm số thời gian mà các bạn đã tập được bài tập này, cũng như là cho chúng ta được cái calo mà các bạn đã tiêu hao trong cái bài tập này. Đây thì Ngọc đang ngồi im, Ngọc không làm gì cả, Ngọc chỉ ngồi nói với các bạn thôi, cho nên là calo chúng ta tiêu thụ là không nha các bạn nha. Và đó, các bạn có thể dừng, nhấn dừng bất cứ lúc nào các bạn nhấn giữ thôi để chúng ta sẽ dừng lại bài tập. Ok, và chúng ta có 3 bài tập.
Đến giao diện tiếp theo, giao diện thứ 5, đây là một cái giao diện mà kết nối với lại cái tin nhắn của chúng ta. Thì giao diện tính năng tin nhắn này nó sẽ bao gồm Messenger nè, Zalo nè, hay bất kỳ một cái tin nhắn nào đến với lại cái điện thoại mà chúng ta đã kết nối, thì nó sẽ hiển thị một đoạn tin nhắn đó lên cho các bạn, cũng như là kèm theo là thông báo rung. Đối với cái phần rung này, các bạn sẽ cảm nhận được là nó rung rất là mạnh, rất là dữ dội luôn. Cho nên là khi mà các bạn di chuyển ngoài đường thì mình thấy là nó cũng khá thuận tiện cho các bạn. Nói chung là nó, Ngọc thấy là nó cũng xịn sò đó các bạn. 89k thì Ngọc không nghĩ là nó làm nhiều đến như vậy đâu. Nên các bạn nhấn giữ. Thì ở đây không có tin nhắn nào cho nên nó sẽ hiển thị như vậy nha các bạn. Còn nếu mà có tin nhắn thì các bạn có thể nhìn kiểm tra được. Ok. Và tiếp theo giao diện thứ 6 là giao diện More. Đối với giao diện này thì chúng ta sẽ có cái chức năng tương tự là Setting, tức là cài đặt các bạn. Rồi đối với phần cài đặt này thì chúng ta sẽ có những gì? Là hồi nãy thì Ngọc đã hướng dẫn cho các bạn scan, tức nghĩa là cái phần kết nối với lại cái máy của chúng ta rồi đúng không? Và chúng ta sẽ có Reset máy, tức nghĩa là khi mà nhấn giữ thì nó sẽ reset lại toàn bộ các dữ liệu trong máy, trong cái đồng hồ này, cũng như là chỉ số đo bước chân rồi nhịp tim này nọ các kiểu luôn, và nó cũng sẽ reset lại cái phần kết nối luôn. Cho nên là khi các bạn nhấn reset rồi thì các bạn phải kết nối lại với lại cái điện thoại của chúng ta lại một lần nữa. Rồi trong cái phần setting này chúng ta sẽ có cái mắt. Mắt này là chúng ta sẽ tắt cái đồng hồ, tức là khi mà các bạn nhấn giữ thì nó sẽ tắt nguồn cái đồng hồ này nha các bạn ha. Và đến với giao diện thứ 7, chúng ta sẽ kết nối với lại phần camera. Thì các bạn sẽ nhấn giữ để chúng ta kết nối với lại phần camera này ha. Rồi chúng ta sẽ đến giao diện này là kết nối với lại cái điện thoại để chúng ta tìm cái điện thoại của mình. Khi mà mình nhấn giữ, mình không biết vị trí của điện thoại đang ở đâu á, các bạn nhấn giữ vào là nó sẽ, cái điện thoại chúng ta sẽ kêu lên. Và nhờ đó thì chúng ta sẽ tìm được cái chiếc điện thoại một cách dễ dàng, nhanh chóng hơn, rất là thuận tiện chúng ta khi chúng ta trong quá trình sử dụng, và không cần phải nhờ người khác gọi luôn, tự thân vận động, chỉ cần một cái đồng hồ này thôi, các bạn có thể thực hiện đầy đủ tất cả những chức năng. Rồi bây giờ Ngọc sẽ đi đánh giá tổng quan lại một lần nữa về cái đồng hồ này. Thì với mức giá rẻ bèo của nó 89k, nhắc lại là chỉ có 89k thôi nha mọi người nha. Thì thật sự là Ngọc không quá mong đợi gì đối với lại cái đồng hồ này. Tuy nhiên nó mang lại một chút những cái trải nghiệm thú vị khi mà Ngọc sử dụng, cũng như là nó mang lại những cái hữu ích đối với lại Ngọc. Ngọc cảm thấy là chỉ số bước chân nè, hay là đo nhịp tim, kể cả là những cái chức năng mà nó mang lại là nó vẫn có thể sử dụng được, sử dụng tốt nếu các bạn không ngại là đây là hàng phách và hàng 89k. Tuy nhiên là khi mà nhìn sơ qua thì người ta đâu có biết là 89k đâu đúng không? Chính vì vậy là các bạn có thể là nổ mấy triệu gì đó. Ừ, tao mới mua cái đồng hồ này mấy triệu, mày tin không? Không tin thôi. Vậy đó, nói chung là nổ thôi. Còn Ngọc test hầu hết các tính năng thì Ngọc thấy là nó vẫn ổn hết nha mọi người nha. Nói chung là nó vẫn có thể là đo nhịp tim được này nọ các kiểu. Nếu các bạn có thể tin tưởng thì chúng ta tặng bình thường, hoặc là các bạn có thể là cho con mang để nó trải nghiệm gì đó, hoặc là chúng ta có thể kiểm soát được là nó có vận động hay không, rồi nó tiêu hao calo một ngày bao nhiêu. Từ đó thì nó cũng sẽ giúp tiện ích cho chúng ta trong quá trình chúng ta cho con những cái chế độ ăn uống này nọ thích hợp đúng không các bạn. Rồi về cái độ cứng cáp của máy thì Ngọc không nói gì nhiều. Nói chung là nếu như mà các bạn phá thì Ngọc nghĩ là trong vòng một tuần thôi. Còn nếu như mà các bạn sử dụng lâu một chút, các bạn giữ gìn kỹ một chút 89k này thì chúng ta vẫn có thể sử dụng trong vòng một năm hoặc là hơn một năm gì đó, tùy các bạn. Còn máy thì chúng ta sẽ có cái chống nước IP67. Ngọc chưa test thử nha, Ngọc chưa nhúng nước. Tuy nhiên là Ngọc cũng đã mang và trải nghiệm một ngày, thì đêm thì Ngọc về Ngọc có tẩy trang nè, nó cũng có dính nước một chút, tuy nhiên là Ngọc vẫn chưa thấy hư hỏng gì hết mọi người. Nó có thể là vô nước được, và Ngọc nghĩ là nó sẽ rất là tiện lợi cho những bạn nào mà chúng ta tập thể dục. Các bạn ngại mồ hôi vận động, khi mà vận động á, mồ hôi ra nhiều á, các bạn ngại thì Ngọc nghĩ là đây không phải là vấn đề đáng lo với cái đồng hồ này đâu. Nói chung là có quá nhiều thứ hữu ích, và đối với mức giá dưới 100k thì các bạn có thể là cân nhắc và sử dụng. Nói chung là Ngọc không khuyến khích nha mọi người nha, trải nghiệm vui thôi. Còn nếu như các bạn để sử dụng mà nó một cách chuyên nghiệp, xịn sò gì đó thì các bạn nên cân nhắc là mua cái đồng hồ thiệt nha. Còn đây thì Ngọc chỉ test thử là cho các bạn biết là
trên thị trường nó có cái loại đồng hồ như thế này. Rồi nói tóm lại là các bạn không quan tâm đến mức độ tàu của nó, các bạn chỉ cần sử dụng những cái tiện ích tính năng của cái đồng hồ này thì Ngọc nghĩ là các bạn có thể cân nhắc. Tuy nhiên là nói chung với một thiết bị theo dõi sức khỏe thì Ngọc cảm thấy là mức giá này nó quá hời luôn, đúng không các bạn? Rồi, chỉ như vậy thôi. Nếu các bạn thấy hay, video này hữu ích, đừng quên nhấn like, share cùng subscribe kênh nha. Nhấn dấu chuông bên cạnh hiện lên thông báo luôn. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.